Hồi cuối tuần qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố. Vấn đề nổi bật được các doanh nghiệp đề cập đến đều liên quan đến công tác vận hành và quản lý các chung cư trên địa bàn. Và chính Sở Xây dựng cũng cho biết đã nắm được những vướng mắc này nhưng không thể giải quyết vì thiếu quy định. Ông Bùi Kim Đáo là trưởng ban quản trị chung cư Thủ Thiêm Star, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Chung cư có quy mô 269 căn hộ và 14 căn kinh doanh dịch vụ. Đương nhiên Thủ Thiêm Star thuộc diện phải có đơn vị quản lý vận hành. Theo quy định, sau tối đa 12 tháng kể từ khi đi vào vận hành, chủ đầu tư chung cư phải tổ chức hội nghị nhà chung cư và thành lập ban quản trị chung cư. Tuy nhiên, theo ông Đáo, chung cư Thủ Thiêm Star được bàn giao và đưa vào sử dụng vào ngày 22 tháng 12 năm 2011. Nhưng phải đến tháng 11 năm 2015, ban quản trị chung cư mới được thành lập. Do đó, khi bàn giao lại kinh phí bảo trì chung cư, phía ban quản trị yêu cầu nhà đầu tư phải trả kèm lãi suất trong 4 năm. Chủ đầu tư nắm giữ khoản kinh phí này. Hiện phía chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm đã chuyển cho ban quản trị hơn 7 tỷ đồng kinh phí, kèm theo lời hứa thanh toán trên 51 triệu đồng tiền lãi suất. Tuy nhiên, phía chung cư không đồng thuận cả về số tiền kinh phí gốc lẫn lãi suất. Theo luật dân sự thì là việc chậm thanh toán thì phải trả bằng lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước quy định tại cái thời điểm chậm thanh toán đó. Thì cư dân chúng tôi sẽ phải vẫn tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan chức năng. Thực tế, theo ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng phòng quản lý nhà và công sở thuộc Sở Xây dựng, phí bảo trì là tranh chấp phổ biến nhất trong các chung cư. Mặc dù pháp luật đã quy định phía nhà đầu tư phải bàn giao phí bảo trì được tính bằng 2% giá bán, tuy nhiên lại chưa có quy định cưỡng chế với các trường hợp không thực hiện. Để giải quyết vấn đề này, gần đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ủy quyền cho Sở Xây dựng được ra quyết định cưỡng chế với những chủ đầu tư cố tình không bàn giao lại phí bảo trì cho ban quản trị tòa nhà. Nhưng theo ông Hải, việc cưỡng chế với những chủ đầu tư còn tiền trong tài khoản thì dễ, còn với những chủ đầu tư lâu năm thì ít có chủ đầu tư nào còn tiền trong tài khoản để cưỡng chế. Không rõ tài khoản thì được dễ, là bây giờ tài khoản không còn tiền. Thì bây giờ tới đây Sở Xây dựng rồi ra quyết định, Ủy ban phố được ủy quyền, thì có quyền phát mãi tài sản không? Những cái tài sản của chủ đầu tư ở đâu đó là có quyền phát mãi được không? Và cái hình thức ra quyết định phát mãi cưỡng chế đấu giá tài sản gì đó để trừ lấy cái tiền để cho ban quản trị như thế nào, hiện nay các cái văn bản cũng chưa có quy định. Một vấn đề khác cũng ở chung cư Thủ Thiêm Star là về sở hữu tại hầm giữ xe. Theo đó, trong khoảng 3.000 m2 hầm giữ xe của Thủ Thiêm Star, phía nhà đầu tư đã giữ lại hơn 700 m2 giữ xe ô tô và tự thuê đơn vị quản lý riêng. Bà Nguyễn Thị Mỹ Viễn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dịch vụ Quản lý Bất động sản Nhà Tôi, đơn vị đang quản lý giữ xe tại 17 chung cư của thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vấn đề này cũng không hiếm gặp. Đơn cử như tại chung cư Sen Xanh, một chung cư do nhà tôi quản lý, chủ đầu tư sau khi bàn giao cũng đã tự ý rào lại 354 m2 hầm giữ xe. Trong khi cư dân không đủ chỗ để xe, phải để tràn trên lối đi, gây ảnh hưởng đến an toàn cháy nổ. Khi cư dân trong chung cư phản ứng, chủ đầu tư lại cho biết có giấy chứng nhận quyền sử dụng với phần diện tích đã rào lại. Luật nhà ở thông tư 02 quy định rất là rõ rồi, đối với chung cư mà bắt buộc phải có đơn vị quản lý vận hành, tức là chung cư có thang máy, thì cái việc quản lý cái tầng hầm đó là thuộc về phải bắt buộc phải giao trách nhiệm cho đơn vị quản lý vận hành, đó là rất là rõ luôn rồi. Mặc dù nếu chủ đầu tư có một phần cái diện tích sở hữu trong đó thì anh vẫn phải giao một đầu mối cho một đơn vị họ chịu trách nhiệm. Thì cái đó pháp luật quy định rất là rõ rồi. Thực tế là nó vướng là do là hiện nay thứ nhất là các bên cố tình không có tuân thủ đúng quy định của pháp luật thôi. Ngoài ra, các vấn đề như chủ đầu tư sử dụng kinh phí bảo trì trước khi bàn giao lại cho ban quản trị chung cư, hay chủ đầu tư sử dụng phí bảo trì sai mục đích, vấn đề đăng ký con dấu hoạt động cho ban quản trị chung cư đều chưa có hướng dẫn cụ thể. Thì hiện nay con dấu cũng là một cái vấn đề vướng, tại vì công an họ cũng không có cái trình tự thủ tục nào để mà cấp cái con dấu cho ban quản trị hết. Và thực tế chúng tôi làm thì thấy rằng là hiện nay giờ là tự đi khắc dấu, nhưng mà nói là có cái đăng ký mẫu dấu không như trước đây của doanh nghiệp không thì không. Như theo bây giờ thì luật doanh nghiệp 2015 thì là doanh nghiệp cũng tự đi khắc dấu xong rồi đăng ký với sở hoạch đầu tư, nhưng giờ ban quản trị đăng ký cái mẫu dấu với ai, với cơ quan nào? Theo nhận định của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Trần Trọng Tuấn, việc tồn tại nhiều vướng mắc trong vận hành và quản lý chung cư cũng là vấn đề lớn của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Hiện sở đã lên kế hoạch giải quyết các vấn đề này ngay trong quý 1 năm 2017.